A Di Đà Phật, mời tất cả đại chúng chắp tay để niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị sư cô, kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp phần Bát Quan Trai Giới. Thưa quý vị, là ở đây chúng ta đã có tu Bát Quan Trai Giới chưa? Trong tất cả các vị ngồi đây, ai là chưa bao giờ tu tập Bát Quan Trai Giới? Một vị ha, hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị. Dạ, thế thì cũng tương đối nhiều đó. Thế thì thưa đại chúng, tất cả chúng ta đều đã thọ ngũ giới rồi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học thêm ba giới nữa. Tuy nhiên, trong ngũ giới đó, thì chúng ta có cái giới nhất bát sát, nhị bát đạo, tam, giới thứ ba là giới tà dâm. Đó là của người Phật tử tại gia. Nhưng khi mà thọ Bát Quan Trai Giới đó, thì cái giới này có khác. Đó chính là không được dâm dục. Và ngũ giới đó thì chúng ta thọ cả một đời, nhưng mà Bát Quan Trai Giới đó thì chỉ có một ngày một đêm thôi. Thế thì chúng ta trước nhất là nói về cái yếu tố giới. Chúng ta lúc trước đã nói với nhau là cái chữ giới này là như thế nào rồi. Nó là phòng phi chỉ ác hay là chỉ trì tác phạm. Quý vị biết ha, giới nó là phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là nó ngừa, phi là quấy, là sai, tức là nó phòng ngừa cái chuyện sai. Chỉ tức là dừng lại. Dừng lại cái gì? Dừng lại tất cả những việc ác. Thế thì nó mang cái tính chất là nó ngăn ngừa, hay có thể nói là nó là cái hàng rào đó mà quý vị đã từng nghe đó. Nó ngăn cản chúng ta đừng có vượt rào, giúp cho chúng ta ngăn ngừa tất cả những cái xấu, tất cả những cái ác. Đấy, phòng phi chỉ ác. Tiếp tục chúng ta nghe cái chữ nữa, đó là chỉ trì tác phạm. Chỉ trì tác phạm. Chỉ trì là sao? Dừng lại. Chỉ là dừng lại. Dừng lại có nghĩa là trì là nắm giữ. Dừng lại là giữ. Mà tác có nghĩa là làm. Tác phạm có nghĩa là nếu mà làm là phạm. Đây, có nghĩa là ví dụ như bây giờ chúng ta nói là giới không sát sanh. Mình dừng lại không sát sanh thì gọi là giữ. Mà nếu mà chúng ta làm, đó là sát sanh, là phạm. Đó, thế thì cái này chúng ta phải biết chỉ trì tác phạm hoặc là phòng phi chỉ ác. Tiếp tục, chúng ta nói tới cái yếu tố giới thì nó có ba cái vấn đề. Một á, là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Nhiêu ít hữu tình giới. Đấy. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là giữ gìn tất cả những cái giới mà mình đã phát tâm thọ. Ví dụ các vị thọ ngũ giới thì hãy phát tâm mà giữ gìn cái ngũ giới đó một cách rất trọn vẹn. Đừng có để vi phạm thì gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là làm hết tất cả những việc thiện. Làm tất cả những việc thiện thì được gọi là nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Nhiêu ít hữu tình nghĩa là gì?
làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ nha, ít bữa nữa chúng tôi hỏi là nhiêu ích hữu tình là gì? Thì quý vị phải biết là nhiêu ích hữu tình có nghĩa là làm lợi ích. À, làm lợi ích cho khắp cả chúng sanh hay hết cho khắp cả chúng sanh. Đấy, đó là nhiêu ích hữu tình. Thế thì bản chất của giới đó là nó mang ba cái nội dung như thế. Cho nên nếu mà chúng ta giữ giới mà tổn hại cho mình, tổn hại cho người thì là sai rồi. Thấy không? Đấy, thế thì nếu mà tổn hại cho mình, tổn hại cho người thì nó không phải là phòng phi, cũng không phải là chỉ ác. Nó dừng lại việc ác mà. Thế thì việc ác là cái việc tổn hại cho mình, tổn hại cho người. Nếu mà chúng ta giữ giới mà gây tổn hại cho mình, tổn hại cho người thì đó là ác chứ không phải là chỉ ác. Thì cái đó là yếu tố phương tiện. Đấy, ví dụ như là mình nói chứ một em bé nó đang khóc. Này, im đi không, tao kêu ông kẻ tới bắt bây giờ. Ngày lúc đó nó không biết ông kẻ là ông nào hết. Nó im, phải không? Nhưng mà bản thân mình bây giờ lớn lên biết ông kẻ là ông gì không? Thế ông kẻ là cái ông gì? Nhưng mà cái giá trị của nó là giúp cho nó là một ông ảo, phải không? Một cái giá trị ảo, nhưng mà có tác dụng của nó có tác dụng không? Có, nó có tác dụng giúp cho baby kia nín khóc. Đấy. Thế thì rõ ràng rằng mình dùng một cái mà cái đó mình biết được rằng cái mục đích của nó không phải là dối gạt để được cái gì hết cả. Như thế là Đức Phật đã dạy ở trong Kinh Pháp Hoa. Cái thí dụ mà xe dê, xe hươu và xe trâu đó. Tức là hứa mấy đứa nhỏ kêu nó là bây giờ con hãy chạy ra sân đi, cha sẽ vì các con mà cho xe dê, xe hươu, xe trâu tùy ý các con. Muốn cái xe nào thì cha đều cho lấy. Thế thì những đứa con này nó đang ở trong nhà lửa, nó không biết thế nào là lửa, nó không biết thế nào là chết, nó không biết thế nào là cháy. Đấy, nhưng mà nó khi nghe thấy đồ chơi ở ngoài thì nó hùa nhau, nó chạy ra. Thế thì khi ra ngoài đó, ông trưởng giả này chẳng có cho cái xe nào hết, mà chỉ có mỗi một xe rộng lớn mà thôi. Thế thì ông đó có phạm tội vọng ngữ không? Không. Là tại vì sao? À, phương tiện, mục đích của ổng là để cứu mấy đứa ra khỏi cái nhà lửa thôi. Đấy, và cho nó một xe duy nhất, xe đó còn vĩ đại hơn tất cả những cái xe kia. Ví dụ như thế. Thế thì vì phương tiện mà cứu người thì không có phạm. Đấy, tức là chúng ta làm với cái tấm lòng để làm gì? Đấy. Thế thì những yếu tố này là rất căn bản mà nó dùng chung, cho nên các vị đều phải nhớ yếu tố này. Tiếp tục, bát quan trai giới là cái giới mà để cho chúng ta tập hạnh xuất gia. Để cho quý vị học để mà tập hạnh xuất gia, để trưởng dưỡng cái đạo đức của mình. Để tập hạnh xuất gia. Cho nên nó được gọi là giới cận trụ. Cái giới bát quan trai này được gọi là giới cận trụ. Cận trụ là sao? Cận là gì? Gần. Trụ là thế nào? Là cái trụ cột đó. Trụ cột này là trụ cột nào đây? Cột nhà, phải không? Trụ này có nghĩa là những bậc thánh, những bậc thánh giả, gần gũi những bậc thánh giả, gần gũi những người tu tập cái hạnh viễn ly xuất gia, những bậc thánh. Thế thì người tu tập cái giới này là để tập cái hạnh của những bậc thánh, gần gũi những bậc chân nhân. Đó. Cho nên gọi là giới cận trụ. Thế thì yếu tố này mang tính chất đó là giới để trưởng tịnh. Sao gọi là trưởng tịnh? Trưởng có nghĩa là làm lớn lên, làm tăng trưởng. Tịnh có nghĩa là yếu tố của thanh tịnh, yếu tố của sự vắng lặng tất cả những nhiễm ô, vắng lặng cái tính để làm cho nó nhiễm ô, vắng lặng cái của phàm phu. Cho nên trưởng tịnh có nghĩa là làm tăng trưởng cái dòng giống của bậc thánh, cái tính chất của bậc thánh, cái phẩm giá của bậc thánh trong mỗi một con người của chúng ta đây. Thế thì cái giới này nó mang cái nội dung như thế đó, cho nên chúng ta cần phải tu tập và tập cái hạnh viễn ly. Ví dụ bây giờ các vị ở nhà rất khó để chúng ta có một ngày yên ổn mà không phải lo chuyện nọ chuyện kia, chuyện ăn, chuyện ở, chuyện sống với chồng, với con, với vợ, vân vân.
sự đối nhân, sự thế vân vân, nó đủ thứ chuyện hết. Thế thì một ngày một đêm giữ cái hạnh viễn ly, giữ cái hạnh của người xuất gia, thoát ra khỏi sự bám víu của gia đình, của vợ chồng, của con cái đó, đó chính là chúng ta trưởng tịnh, làm cho mình lớn mạnh hơn trong cung bậc của hàng thánh. Cho nên gọi là giới cận trụ hay gọi là trưởng tịnh, đây là tập hạnh xuất gia đó. Thế thì khi mà tu cái này đây á, thì chỉ có request một ngày một đêm thôi, tức là 24 giờ thôi. Thế thì bản chất của cái giới này nó là 24 giờ. Các vị nhớ kỹ, hết 24 giờ rồi á thì chúng ta phải thọ lại. Và nếu như mà chúng ta không thọ thì chúng ta vẫn giới đó nó tự xả. Nó chỉ có cái limit là 24 giờ. Chỉ có vậy thôi. Và 24 giờ tiếp tục ngày hôm sau, muốn thọ giới tiếp thì chúng ta lại tiếp tục phát nguyện và có vị truyền giới của cái giới này mới thọ. Trên căn bản là cái giới Bát Quan Trai đây, thì một vị sa di thọ 10 giới có thể truyền được cái giới Bát Quan Trai này cho một vị nam nữ cư sĩ thọ phát nguyện giữ 8 giới. Thì vị sa di hoặc sa di ni cũng đã được truyền cái giới này cho các vị cư sĩ 8 giới. Hoặc là vị tỳ kheo ni, hoặc là vị tỳ kheo thì đã được truyền. Và không nhất thiết phải là 2 người, 3 người, 4 người, 5 người gì hết. Một người cũng được truyền cái giới này rồi. Đó. Nhưng mà thưa các vị là ví dụ như giới tỳ kheo đi thì phải tam sư thất chứng ha, hoặc là tỳ kheo ni tam sư thất chứng để mà truyền. Nhưng mà riêng cái giới của Bồ Tát giới đó là không có phải là các vị tỳ kheo ni hoặc là đàn đầu hòa thượng được quyền truyền cái đó đâu. Mà ví dụ như đàn đầu hòa thượng là lúc bấy giờ đây phải thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để mà làm đàn đầu hòa thượng. Thỉnh các vị Phật, các vị Bồ Tát để mà làm Yết Ma hoặc là giáo thọ A Xà Lê. Thỉnh các vị Quán Âm, các vị Thế Chí, Phổ Hiền là những vị Bồ Tát làm bạn lữ cùng học với mình. Thế thì các vị biết là thọ cái giới Bồ Tát nó là đạo tục thông hành giới. Tức là giới nó đi xuyên suốt cả đạo và cả tục, cả xuất gia và cả tại gia luôn. Cho nên nó quan trọng ghê lắm. Nó quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên phải thỉnh chư Phật làm vị hòa thượng Yết Ma, làm vị hòa thượng đàn đầu, làm hòa thượng Yết Ma, làm hòa thượng giáo thọ để mà truyền giới Bồ Tát. Còn các thầy, các hòa thượng chỉ là người đại diện để mà làm lễ thôi. Kinh khủng như vậy chứ không phải đơn giản. Cho nên chúng ta thấy là cái yếu tố giới, mỗi một cấp bậc nó có những cái phận riêng, những cái phẩm riêng, những cái chất riêng ở trong đó. Thế thì riêng đối với cái giới Bát Quan Trai đây là để dành cho người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia tập cái hạnh xuất gia của chư Tăng. Để quý vị tạo cái cơ duyên mà mình có thể sau này gieo một hạt giống để xuất gia mà tu tập tiếp tục con đường vượt thoát. Nó chỉ là như thế. Nhưng mà xin thưa, công đức lớn vô cùng là tại sao? Tại vì chúng ta giữ hoàn toàn thanh tịnh trong một ngày một đêm. Suy ra cho cùng, con người ta sống dài hay ngắn là tính từng giây từng phút. Nếu mà nó nhiều giây nhiều phút thì con người ta được gọi là sống lâu. Phải vậy chứ? Nếu mà tính một cách đơn giản hơn là một ngày 24 giờ. Đấy, nhiều ngày lại thì con người ta sống lâu, mà ít ngày lại thì con người ta sống ít thôi. Thế thì 24 giờ đây là đủ. Từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn của cái ngày hôm sau nữa. Tức là ngày hôm nay ví dụ như 6 giờ. Hôm nay thì bắt đầu tiếp tục cho đến 6 giờ ngày mai, ngày hôm sau, nó là một ngày và một đêm. Thế thì nhân đây thì chúng tôi xin được lặp lại cho quý vị ha. Sa di thì giữ 5 giới, 10 giới, xin lỗi, cảm ơn. Sa di thì giữ 10 giới, cũng như sa di ni là giữ 10 giới. Tỳ kheo là giữ 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Đó. Ngũ giới là quý vị biết rồi, 5 giới. Bát Quan Trai là 8 giới. Bồ Tát giới thì nó có là 10 giới trọng và 48 giới khinh.
ha, trước đây, còn bây giờ ở bên này là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Đấy, cái này là căn cứ trên kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. Còn cái này là căn cứ trên kinh là Ưu Bà Tát Giới. Thế thì nó có nhiều cái khác nhau trong đó. Định nghĩa Bát Quan Trai Giới là phép tu của người Phật tử tại gia áp dụng trong một ngày một đêm, tức là 24 giờ. Chữ quan, quan là gì? Quan không phải là quan văn, quan võ, mà quan là cửa, cánh cửa để ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ trai này có nghĩa là thanh tịnh đó, nghĩa là khi đã qua cái giờ ngọ đó không được ăn nữa. Vậy Bát Quan Trai Giới là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây. Thứ nhất, không được sát sanh. Thứ hai, không được trộm cướp. Thứ ba, không được dâm dục. Thứ tư, không được nói dối. Thứ năm, không được uống rượu. Thứ sáu, không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát, xem múa hát. Thứ bảy, không được ngồi giường cao tốt, rộng, lớn, đẹp đẽ. Thứ tám, không được ăn quá giờ ngọ. Đây là 8 giới của Bát Quan Trai. Trong đó có 5 giới là tương tự như là của ngũ giới. Tuy nhiên, có sự khác nhau là gì? Giới thứ ba. Giới thứ ba của người Phật tử tại gia đó là không được tà dâm. Không được tà dâm là giới thứ ba của người Phật tử tại gia. Nhưng đối với lại Bát Quan Trai Giới thì cái này dành cho Phật tử tại gia. Cho nên Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm là không được dâm dục. Nhớ kỹ ha. Giới Bát Quan Trai đó là toàn đoạn dâm dục, tại sống tập hạnh xuất gia của chư tăng mà. Cho nên vợ chồng cho đến ngày hôm nay là mỗi đứa một nơi, không được ở chung. Nó là phải ngủ là phải để gối giữa. Ok. Còn cái giới của người Phật tử tại gia của năm giới đó là chỗ này yếu tố của tà dâm thôi, vì đó chính là bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình. Chúng ta nhớ kỹ yếu tố này nha, đừng có lẫn lộn. Còn lại bốn giới kia, không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, không uống rượu thì giống nhau. Thế thì từ cái giới thứ nhất là không được sát sanh, không được trộm cướp, không được dâm dục và không được nói dối, nó mang cái gọi là tự tánh giới. Sao gọi là tự tánh giới? Là tại vì cái yếu tố này đây nó mang cái tính chất phẩm chất cơ bản. Cái phẩm chất cơ bản của con người. Cơ bản là tại sao? Tại vì con người ta sinh ra đều mong muốn có cái thủ lợi cho mình. Vì thế mà họ có thể sát sanh, họ có thể trộm cướp, họ có thể dâm dục, họ có thể nói dối để đạt được cái của con người ta. Yếu tố thứ năm là không được uống rượu. Đây là trừ sự phóng dật. Phóng dật có nghĩa là sao? Phóng dật tức là sự cuồng, mê, loạn mà làm không biết mình làm. Làm bậy mà cũng không biết mình làm bậy. Yếu tố của si mê chi phối, cho nên mang đến sự phóng dật. Cho nên ngăn ngừa sự phóng dật mà không được uống rượu. Tiếp tục, không được trang điểm, hoa dầu thơm, ca múa, hát sướng. Thứ bảy là không được nằm ngồi giường cao tốt đẹp đẽ. Đây là tránh cái sự kiêu mạn. Sự kiêu mạn. Kiêu mạn có nghĩa là sao? Có nghĩa là ra oai, là ỷ mình hơn người, mình dương dương tự đắc, cho là mình cần phải có yếu tố này thỏa mãn, yếu tố kia thỏa mãn, mình vui với cái yếu tố của sự trang điểm để ngạo nghễ, hoặc là dầu thơm để nâng cao cái con người của chúng ta, hoặc là ca múa hát sướng để đánh động tới cái lòng khiêu gợi sự tham dục, rồi ngồi giường cao tốt đẹp đẽ, tức là mình chứng tỏ là mình là level cao. Cho nên tránh sự kiêu mạn.
Tiếp tục, không ăn quá giờ ngọ. Đây là cái thể của giới bát quan trai. Nó mang tính chất phòng hộ. Tại sao gọi là cái thể của giới bát quan trai? Nó là nếu mà mất cái giới này, có nghĩa là nếu mà chúng ta ăn là chúng ta liền rớt hết cái giới bát quan trai, bảy giới còn lại. Đấy. Cái giới này tuy nó đơn giản nhưng mình nói lại là rất quan trọng đây. Tại vì sao? Con người ta sinh ra bình thường như thế này, ngày ăn ba bữa. Phải không các vị? Đôi khi các vị ăn mấy bữa? Chưa kể là những phụ nữa. Hả? Rồi có những lúc là chúng ta gặp cái chuyện gì đó rồi chúng ta cũng bóc bỏ vô miệng mình nữa. Đó. Thế thì mình ăn đôi khi 4-5 bữa, cả chục bữa luôn. Mà mình cũng không biết. Tuy nhiên khi thọ cái giới này thì nhớ một điều là chúng ta chỉ ăn một bữa thôi. Đấy. Và khi ăn một bữa như vậy, mình luôn tâm niệm trong lòng của mình là mình phải giữ cho thật là nó cặn kẽ. Thế thì nếu mà chúng ta ăn cái gì cũng ăn, cái gì cũng bỏ vô miệng mình ăn, thì liền lập tức lúc đó chúng ta không phòng hộ được các căn. Phóng túng ngủ nghỉ, phóng túng trên sự ăn uống, phóng túng nói chuyện nọ, nói chuyện kia, vân vân, mà không chánh niệm tỉnh giác. Cho nên khi để bụng đói, khi chỉ có uống nước không, ăn một bữa ngọ không thôi, thì lúc bấy giờ đây chúng ta sẽ có, tự thân của mình có thể phòng hộ được tất cả những cái chuyện khác nó xảy ra. Cho nên nó mang tính chất là thể của cái giới này. Đó là sơ lược để chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta đi vào chi phần của nó. Dạ, xin cảm ơn chị. Thật ra thì mình phương tiện rất là nhiều. Mình tập tu như là bát quan trai giới, thật ra nếu mà tu cho kỹ đó, là ở luôn cái trú xứ đó luôn. Không có cho quý vị về nhà. Về nhà nhiều cái gia duyên nó bận biểu ghê lắm. Hết chuyện nọ tới chuyện kia mà cũng không có thiền tập được, không có dạy buổi sáng công phu khuya được, không có ngồi thiền buổi tối được, và không thực tập tất cả những cái pháp mà ở chùa đã thực tập. Ví dụ như bây giờ 8 giờ sáng quý vị tới, quý vị trước khi đi ăn bụng trước rồi. Phải không? Trước khi tới thọ giới là chúng ta ăn bụng trước đã. Rồi tới đó cái là bắt đầu thọ giới. Thọ giới xong rồi tới bữa trưa là chúng ta ăn thọ trưa rồi. Cái chiều, 4 giờ chiều cái chúng ta lo lật đật cái sách dép chạy về mất tiêu. Thế là mình chưa được 8 tiếng nữa. Thế thì thật sự mà nói đó, mình thọ đó là sơ sơ ngoài da thôi. Chút xíu vậy thôi à. Chứ chưa có phải là đúng cái nghĩa của chúng ta phát tâm để mà thọ giới. Tuy nhiên khi mà các vị đi về buổi chiều rồi đó, quý thầy sẽ dặn các vị là ngày hôm nay chúng ta vì phương tiện mà đi về nhà, quý vị hãy tự tu lấy và tâm niệm rằng cho đến ngày hôm sau chúng ta mới xả giới. Phải nhắc các vị câu đó. Vì phương tiện mà các vị đi về, vì phương tiện cho nên cho các vị đi về. Nhưng các vị phải tâm niệm rằng mình giữ cái giới này cho đến ngày hôm sau lận. Ví dụ mình thọ 8 giới buổi sáng hôm nay thì phải tới 8 giờ sáng của ngày hôm sau lận. Các vị nhớ ha, cái thể của giới là như thế. Ở trong cái lúc mà vị thầy truyền giới có nói quý vị là như chư Phật suốt đời, phải không? Không sát hại chúng sanh. Các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Các vị thưa là sao? Mô Phật, con xin giữ được. Quý vị tự nói mà. Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các vị một ngày một đêm không ăn phi thời có thể giữ được không? Mô Phật, con xin giữ được. Tiếp tục. Nói chung đó, tức là nếu giới nào chúng ta giữ được á, thì chúng ta sẽ nói là mô Phật, con xin giữ được. Nếu giới nào chúng ta không giữ được, ví dụ như các vị bị bệnh, những người bị bệnh không thể ăn một lần được, mà người ta ăn nhiều lần, phải ăn nhiều lần. Thế thì trừ trường hợp các vị bị bệnh đó, vì cơ thể của chúng ta đây không đủ để mà nuôi sống cho nó trong một ngày, mà chúng ta cứ 2 tiếng là phải ăn lần, 3 tiếng phải ăn lần. Đó. Thế thì dù gì cái yếu tố này, nhưng chúng ta vẫn biết rằng nếu người nào có thể giữ được mà không phải bệnh tình chi phối thì chúng ta phải phát tâm cố gắng để giữ. Đó. Cái này là phải nói như thế để chúng ta tu tập mà mình
siêu siêu ảnh ảnh kiểu này, không biết chừng nào mình mới thành. Trong khi đó chỉ có một ngày một đêm thôi các vị. Dạ được, dạ không sao. Dạ, yếu tố đó nó giống như là một trong những cái mà chúng ta có thể đừng có ăn nhai nuốt nhiều, mà các vị chỉ có thể uống sữa cũng được, hoặc là uống nước. Ok, không có vấn đề gì trở ngại. Dạ. Nhưng mà xin thưa các vị, như chúng tôi nói đó, chúng ta phương tiện rất nhiều. Các thầy thương các vị lắm, cho nên là đôi khi có buổi chiều cho các vị ăn cháo trước khi đi về nữa. Tức là nó mang cái tính chất là sợ các vị bị bệnh buổi tối, hoặc là đói quá không nổi, rồi bữa sau các vị không dám tới mà tu bát quan trai nữa. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng mình tu mà, nếu mà không khó khăn thì không thể gọi là tu được. Tu là phát tâm đi ngược lại dòng đời mà, đi ngược lại cái xu hướng của hưởng thụ thế tục mà. Tại sao chúng ta phải tu vậy? Đơn giản thế thôi. Tại sao chúng ta phát tâm chúng ta tu? Là tại vì bây giờ ở đời nó hưởng thụ, nó sung sướng thế nọ thế kia đây. Bây giờ mình muốn phát tâm nuôi giữ hạt giống thánh. Hàng thánh giả không thể phè phỡn được. Không thể tự bản thân mình hưởng thụ hết tất cả mọi thứ giống như người ta phóng túng tâm ý của mình được. Cho nên chúng ta thu nhiếp yếu tố này trong một ngày một đêm. Có như vậy thì mới gọi là công đức lớn. Cho nên là trong cái giáo đầu á, nói là tu cái pháp này nó giống như thể là ngọc mani. Thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báu. Có thể đủ làm cho chúng sanh đủ các thứ để vui thích. Giới này cũng lại như thế. Tu nhân tốt này tuy có một ngày một đêm mà phước báu không ngần. Các vị thấy chưa? Thế thì nổi cái giáo đầu đó không thôi, chúng ta được biết được rằng cần phải cẩn trọng. Mình không thể xem thường. Nếu chúng ta xem thường á, thì chúng ta không thể cận trụ. Tức là mình không gần với bậc thánh. Mình gần phàm phu hơn. Mình dễ vui chừng nào là mình gần phàm phu chừng đó. Cho nên bản chất của nó đó. Này, thì chúng tôi nói bản chất của giới đó. Yếu tố của chúng ta là yếu tố này. Trưởng tịnh và cận trụ. Nếu như mình không thể gần các bậc thánh, mà các bậc thánh đâu có dùng cái kiểu của như mình. Các ngài phải thiền tập luôn luôn, phải chánh niệm, phải tỉnh giác luôn luôn. Thế thì chúng ta không thể nào bỏ tất cả những cái yếu tố này và xem thường lấy nó. Chúng ta phải giữ một cách rất cặn kẽ mới đủ được cái yếu tố của nhiếp luật nghi giới. Việc đầu tiên là nhiếp thọ, giữ gìn một cách cẩn trọng cái luật mà mình đã, cái giới mà mình đã phát nguyện mình thọ. Nhưng mình nói với Phật, mình thưa với Phật là con phát tâm giữ một ngày một đêm, con có thể giữ được là thật là lớn. Nhưng mà quên mất tiêu. Xong rồi đổ thừa nói là chuyện đó thầy kêu con nói. Không được các vị nè. Cho nên chỉ có một ngày một đêm thôi mà phước báu không ngần. Là do sao mà có phước báu không ngần? Là do chúng ta giữ một cách trọn vẹn mà có phước báu không ngần. Chứ không phải là chúng ta xìu xìu ảnh ảnh. Lúc được lúc không. Xin cảm ơn anh, kính thưa tất cả quý vị. Chúng ta biết là bản chất của giới là giữ giới nào là giải thoát giới đó. Mỗi giới nó có công đức, cái công năng khác nhau. Giống như thế là chúng ta không phạm cái lỗi này làm sao bắt chúng ta cái lỗi này được. Mà mình phạm mới bắt chứ. Thế thì giới nó cũng tương tự như vậy. Đó, anh vi phạm cái giới này thì bị kết. Cái giới đó nó bị rò rỉ thôi. Nó bị lủng thôi. Nó bị rách nát thôi. Còn những cái chỗ khác mình không có vi phạm mà. Thế thì bản chất của nó là vẫn như thế. Đó, cho nên rồi cố gắng. Nếu mà chúng ta vi phạm một cái thì coi như chỉ có đó thôi. Và hồi nãy đạo hữu nói đúng đó. Giới nào không giữ được thì mô Phật con xin cố gắng. Con vẫn ý thức được rằng điều đó rất quan trọng, nhưng tự thân con chưa thể giữ được. Nhưng nếu như chúng ta vì một giới không giữ được mà bỏ bảy giới kia thì sao đây? Đó, giống như Đức Phật kể một cái câu chuyện nè. Ngài cho ví dụ á, có một cái anh chàng ảnh đi chăn mấy con bò, 250 con bò. Thế thì từ bao nhiêu lâu nay á, anh ta cứ thường xuyên đếm bò của mình. Mà một ngày nọ, anh ta cho bò ăn xong rồi, khi anh ta chuẩn bị lùa bò về, thì anh ta thấy
bây giờ chỉ còn 249 con thôi, mất hết một con rồi. Vậy là anh ta mới chạy vòng vòng, anh ta tìm và phát hiện ra là một con bò đã bị con cọp nó ăn mất. Thế là anh ta buồn ghê gớm lắm, và anh ta nói với lòng của mình là: trời ơi, sau bao nhiêu năm nay á, mình đã giữ gìn trọn vẹn 250 con bò, mà bây giờ đây nó mất hết một con rồi. Thôi, mình còn giữ làm cái gì nữa? Mình đã mất rồi, nó không còn trọn vẹn nữa. Cho nên anh ta nghĩ như vậy, và anh ta lùa cả 249 con bò lên ở trên vực thẳm và đẩy hết nó xuống dưới cho nó chết hết luôn. Thế thì Đức Phật nói, những cái người như thế là những kẻ vô minh. Và 250 con bò đó là gì? 250 giới của một vị thầy tỳ kheo. Thế thì nếu như mà vị thầy tỳ kheo nào vi phạm một giới mà cho rằng mình không còn trọn vẹn được nữa và phá luôn 249 giới kia luôn, thì cũng giống như anh chàng chăn bò ngu si kia vậy. Cho nên chúng ta phải biết được rằng mình vi phạm một giới, mình phạm một giới, thì hãy biết rằng mình còn 249 giới kia nữa. Xin thưa các vị là trong đời sống của chúng ta đây, chúng ta hay chỉ trích lắm. Và thấy người nào sai là chúng ta hay khua cái khuấy cái sai của họ lên. Và chúng ta không biết được rằng xung quanh họ còn có rất nhiều điều tốt. Người ta chỉ có một chút xíu trên cái áo của họ nó bị rách thôi. Nỡ nào mình xé cho nó tan hoang luôn. Phải không? Đáng lý ra mình thấy một cái chỗ rách đó, nhưng mà mình biết được rằng cái áo này còn có thể may vá lại được, còn có thể sử dụng được nhiều chỗ lành hơn. Ít nhất chúng ta phải suy nghĩ cái khía cạnh đó, để mình mới thấy được rằng cái giá trị của nó là ở chỗ kia. À, những cái lành lặn đó nó nhiều hơn là cái chỗ rách rưới. Ít nhất phải là như thế. Cho nên nếu như các vị nào mà nói được rằng: thưa thầy, trong năm giới con chưa thể giữ được cái giới này, cho nên con không dám thọ, thì thật ra mình vụng quá rồi, mình thọ bốn giới thôi. Phải không? Nếu mà ai đó mà hai giới không còn không giữ được, thì chúng ta thọ ba giới. Tức là giữ giới nào thì tốt giới đó. Đó là cái nguyên tắc của cái vấn đề này. Cho nên hy vọng là quý vị chứ đừng có ngỡ ngàng khi mà chúng ta bị cái yếu tố này. Và sở dĩ mà chúng ta có cái yếu tố trưởng tịnh là sao? Để làm lớn mạnh lại sự thanh tịnh. Cho nên cứ mỗi một nửa tháng chúng ta lại phải tụng giới một lần, phải nhắc giới một lần. Để làm chi vậy? Quý vị hay quên lắm. Không nhắc là quý vị quên liền. Cho nên chúng ta học Phật Pháp như thế này đây cũng là điều rất tốt. Tại sao? Tại nhắc nhở. Thật ra chúng ta dễ bị cái màn vô minh lôi kéo, tham dục dãy đầy trong con người của chúng ta đây. Tham sân si mỗi ngày nó chất chồng lên nhiều ghê lắm. Mình phải gột bớt bởi cái gì? Bởi những điều thiện lành mà chúng ta được nghe. Nó đi vào trong tâm khảm của chúng ta đây, nó bào mòn những cái kiết sử phiền não của mình. Đó, cho nên quý vị cố gắng ha. Giới thứ nhất, không được sát sanh. Đấy. Thế thì chúng ta đã học ngũ giới rồi, cho nên yếu tố này mình lướt nhẹ nhàng lắm. Vì biết được rằng tất cả mọi chúng sanh, những người mà con người cho đến những loài động vật nhỏ nhiệm như là côn trùng kiến gián, cho đến những cái người lớn như là con người, như là cha mẹ, như sư trưởng, như thánh nhân, v.v. tất cả đều không được giết hết. Vì nó có mạng sống, nó có sự tham sống, nó có sự sợ chết, nó biết khổ đau, nó biết vui mừng, cho nên không được đụng đến. Thế thì ngoài cái yếu tố này, chúng ta thưa nè, từ trước đến nay loài người đã giết hại rất nhiều bằng đủ các phương tiện. Và ngày hôm nay người ta cũng sản sinh ra rất là nhiều cái phương tiện để mà câu, để mà đánh bắt, để mà làm kéo lưới v.v. để mà hãm hại những cái loài thú trên cạn cũng như là dưới đất. Cho nên mình phát tâm thương mà không có được giết. Đây chính là cái đạo từ bi. Vì cái tâm từ bi mà phát tâm không được giết hại. Đó. Ngoài cái yếu tố giết hại ra rồi đó, thì chúng ta không giết hại ra rồi đó, thì chúng ta còn phải phóng sanh các vị. Tu cái yếu tố là cầu mong và phóng sanh đem lại cái sự sống cho kẻ khác, đem lại sự an bình cho kẻ khác.
Ngoài cái yếu tố mà chúng ta đem cái mạng sống ra rồi đó, thì mình biết là con người của chúng ta đây còn có cái yếu tố vật chất và tinh thần. Chúng ta đi bố thí thức ăn cho người ta, có nghĩa là chúng ta đi cứu cái yếu tố của thân vật chất của họ. Chúng ta đi bố thí cái lời khuyên, cái tiếng hay gọi là vô úy thí đó, hả? Hoặc là pháp thí đó, là để chúng ta cứu cái yếu tố tâm hồn của họ. Trên hai phương diện này, sự bố thí của chúng ta đây đều cứu giúp được họ hết. Một là bố thí về vật chất, hai là bố thí về yếu tố của tinh thần. À, cho nên ngoài cái chuyện mà chúng ta không giết rồi, mình còn phải biết làm những thiện sự. Thiện sự đó dựa trên yếu tố của sự cứu giúp. Cứu giúp vật chất hoặc cứu giúp tinh thần cũng đều là yếu tố của sự cứu giúp hết. Đấy, cho nên người Phật tử cũng cần phải làm yếu tố này nữa. Tiếp theo là không trộm cướp. À, không trộm cướp như đã nói đó, là tất cả những tài vật thuộc quyền sở hữu của người khác thì không được lấy, kể cả của giặc cướp luôn. Giặc cướp là sao? Tức là nó đi chôn của kẻ khác, nó đem về nó để đó, mình biết là nó chôn của người khác, rồi mình tới mình chôn lại của nó. Phải không? Mình cho rằng mình là người tế thiên hành đạo, à, mình thay trời để mà mình hành đạo, cho nên là mình tới mình lấy lại cái của nó là coi như quê. À, nhưng mà thật ra không được, kể cả của giặc cướp cũng không được lấy. Nói chung là vật giàu nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, vật lớn như vàng, bạc, của báu, người ta không cho thì không được lấy. À, ở trong nhà Phật thì có một cái câu chuyện rất hay, đó là như là một vị sa di đạo chúng tăng bỉnh sổ phiên, hả? Tức là một chút đường phèn, một chút bánh, cũng đọa địa ngục. Hoặc là quý vị ngày xưa đó có một câu chuyện kể là một vị thầy trụ trì, vị thầy này bệnh rồi mới nói với lại cái vị thị giả đó là hãy xuống bếp á, lấy một củ khoai để mà nấu cháo. Thế thì cái vị thị giả này đi xuống bếp, không chịu hỏi cái vị tri khố, tức là người giữ kho của chúng tăng, lấy củ khoai này nấu. Thì vị tri khố này không có cho. Vị tri khố này nói là đây là của chiêu đề. À, cái từ này. Chiêu đề. Chiêu đề tức là của đàn na tín thí, là của chúng tăng, của chung. Cho nên không phải là còn của vị trụ trì nữa. Khi mà cúng vào trong chùa là của chúng tăng. À, của chúng tăng là sao? Là của thập phương tăng. Cho nên á, vị thầy không phải là của vị thầy đó, cho nên vị thầy đã muốn lấy ra mà ăn riêng á, là phải mua lại của chúng tăng. Cho nên phải bỏ tiền ra mua. Cho nên các vị đến chùa, à, lưu ý các vị đến chùa, không phải là cái đó mình cúng cho chùa rồi, ngày hôm sau mình tới, mình muốn dùng là mình dùng, mình không cần hỏi ai. Tổn phước chết luôn. Mình nhớ kỹ ha. Mình tích cái phước của mình bằng cách là ý thức được cái nào là giá trị của cái sự tu tập. Một vị tăng đi vào chùa tu, mẹ của vị tăng đó tới cúng dường vào cho cái vị tăng đó, thì đừng nghĩ được rằng mình cúng cho con mình cho con mình, mà phải nghĩ được rằng cúng dường cho chúng tăng. Chứ đừng có nghĩ đó là con của mình. Vì khi trước khi đi tu là nó đã lạy mẹ, lạy cha, ba lạy rồi, là từ nay nó đi có chết cũng không lạy nữa. Rõ ràng như vậy. Giả từ xuất gia mà, xuất thế tục gia, việc đầu tiên là nó rời khỏi căn nhà thế tục. Căn nhà đó có cha, có mẹ, có anh em, phát nguyện đầu tiên rời bỏ căn nhà đó trước. Cho nên lạy cha mẹ ba lạy, từ nay tới chết cũng không lạy nữa nha. Con lạy Phật thôi đó. Bây giờ con lại trước đó, cha mẹ đó, con lại trước. Đó, như vậy đó. Thế thì, khi chúng ta đem tới, của này là của đàn na tín thí. Cái gì ở đây cũng là của đàn na tín thí hết. Công sức của đàn na tín thí. Cho nên chúng ta tới đây, sử dụng tất cả những vật phẩm nào ở đây, đều phải hỏi người có trách nhiệm và bổn phận ở đây. Chứ không phải nghĩ, đây là của chùa mà, đồ chùa mà. Phải không? Của mình thì giữ bo bo, mà của người thì để cho bò nó ăn. Coi như là của chùa cho nên muốn lấy là lấy. Gọi là chùa là công cộng.
không phải là của ai, cho nên muốn lấy cái gì thì lấy là không đúng đâu. Vì nhớ kỹ ha, đôi khi các vị làm công việc này, người khác làm cái việc khác, người ta dùng cái đó để người ta làm công việc của chúng. Nếu như các vị không hỏi mà các vị lấy cái đó đi thì người ta mất đi cái mà người ta đã chuẩn bị trước cho chúng rồi. Cho nên muốn làm cái gì phải hỏi người có cái trách nhiệm về cái vấn đề đó. Không phải là mình ý lớn rồi mình thấy mấy đứa kia nó làm rồi mình xen vô, mình lấy mà mình không hỏi. Không thể như thế nha. Vì nhớ kỹ, cho nên yếu tố chiêu đề này đây là cái quan trọng vô cùng. Cho nên ăn của đàn na tín thí đó là phải tu tập. Không tu tập là mang lông đổi sừng mà trả. Mang lông đổi sừng có nghĩa làm trâu bò để mà cày cấy mà trả lại cái nợ của đàn na tín thí. Chứ không có đơn giản. Cho nên đừng nghĩ là nó đơn giản quá mà chúng ta phóng túng trên cái cung bậc của ăn uống, bỏ thừa, bỏ mứa, đem đổ của ở trong chùa. Vì nhờ, dân đây nhắc luôn á, phải không? Cho nên khi mà các vị thọ trai đó, tu bát quan trai, chúng ta tu một ngày một đêm giống như Chư Tăng, cho nên khi ăn, mình phải đợi khi nào thỉnh tiếng khánh là mình uống nước. Chứ không phải muốn uống lúc nào uống. Thay vì mình nhà là mình khát nước là mình cứ bưng nước mình uống thôi. Hoặc là khi mình đang ăn như thế là mình cũng lấy nước mình uống nữa. Nhưng mà thật ra không có đúng luật. Đấy, ăn là ăn, mà uống là uống. Uống là tất cả đều uống. Còn ăn á, là bất đắc thái tóc, bất đắc thái trì. Không được ăn nhanh quá, mà cũng không được ăn chậm quá. Ăn nhanh quá thì mình phải đợi mọi người. Ăn chậm quá thì mọi người phải đợi mình. Đó, nó cẩn trọng vô cùng. Cho nên khi mà phải đợi tiếng khánh, ăn xong rồi cũng ngồi đó, chứ không phải ăn xong rồi cứ lấy nước uống. Ăn xong rồi ngồi đó đã. Đợi khi nào thỉnh tiếng khánh, mọi người cùng nhau uống nước thì mới được uống nước. Các vị biết luật lệ ghê lắm, chứ không phải là đơn giản. Chúng ta đừng có tưởng nó đơn giản. Và khi uống thì sao? Tất cả đều phải đọc chú. Đọc thần chú uống nước, rồi sau đó mới uống nước. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục, án phạ tất Paramani Tóa Hà. Phật xem trong một bát nước có 84,000 con vi trùng. Nếu mà không trì chú này, giống như thể là ăn thịt chúng sanh vậy. Trì chú trước khi uống. Và rồi khi ăn xong rồi đó, thì cái chén cơm của mình đó, phải đổ nước vô, tráng sạch cái chén đó đi. Tất cả những cái dính trong cái chén đó, hả? Tráng cái chén đó cho sạch rồi uống cái nước đó. Chứ không phải tráng xong rồi đem đổ. À, và tráng cái chén đó xong rồi đó thì cũng phải đọc một câu thần chú nữa. Để mà coi như là cái nước này nè. Nước dĩ thủy tẩy bát thủy như thiên cam lồ vị. Thí giữ chư quỷ thần tất giai hoạch bảo mãn. Lấy nước mà rửa cái chén này. Hả? Dĩ thủy tẩy bát thủy như thiên cam lồ vị, giống như nước cam lồ ở cõi chư thiên. Đem cái này mà thí cho quỷ thần thì tất cả đều no đủ hết thảy. Thì thấy không? Cái của chiêu đề, dẫu là một chút muối, một chút đường nó còn dính ở trong cái chén của mình đó thôi. Mà phải tráng cho sạch. Uống cái nước đó. Không đơn giản tí nào hết. Nếu mà không uống cái nước đó đó hả, ít bữa nữa tái sinh ra là phải uống lại đó. Cho nên mình đừng có tưởng là nó đơn giản cái của đàn na tín thí. Cho nên trong luật dạy rất rõ. Nói với các vị không dám tới đây mà ăn phải không? Cho nên chúng ta thấy tu một cách nghiêm chỉnh, một cách chỉnh tề, biết luật, biết lệ là điều không có dễ tí nào. Không hề dễ tí nào hết. Còn ví dụ như bây giờ đi tới đây quý vị chống nạnh hỏi quý thầy, quý cô nói pháp cho mình nghe. Phải không? Hoặc là mình đứng cao hơn, hoặc là mình đứng xa hơn, nói kêu với, v.v. Tất cả sai luật hết trơn. Không có đúng luật tí nào hết. Cho nên thôi từ từ. Chúng ta học từ từ chứ không nói quá quý vị rút lui hết. Chúng ta học từ từ, chúng ta thể nhập từ từ, bước đi từ từ. Và mình sẽ thấy được rằng tất cả đều dạy cho chúng ta một cái nguyên tắc để ứng xử. Và có như vậy đó mới gọi là tu.
Và khi chúng ta hành hoạt như vậy thì mình thấy mình nhẹ nhàng vô cùng. Mình bỏ đi cái ngã mạn của chính ta đây. Và lúc bấy giờ tự thân của mình nó điềm đạm, nó thư thái, phải không? Nó bước đi cũng sao chứ không phải đi tay trước tay đi hai hàng ba hàng gì đó hả? Không thể như thế. Đấy, cái oai nghi nó phải đỉnh đạt, ý chí phải cao phàm. Mà ý chí cao phàm, dung nghi đỉnh đạt thì không thể nào muốn làm gì làm được hết. Đó. Thế thì tất cả cái gì mà thuộc quyền sở hữu của người khác thì không có được đụng vào. Phải xin mới được nhá. Cho nên là tới đây muốn cái gì là phải xin. Muốn cái gì phải xin. Chứ đừng có lén lấy. Lén lấy là trộm. Tất cả mọi thứ. Đồ đạc từ cây kim, sợi chỉ, cọng rau, người ta không cho. Lén lấy. Hoặc là lường thăng tráo đấu. Đông thiếu, nói đủ. Đi làm mà lấy giờ của người ta, làm việc của cá nhân của mình. Bóc lột công nhân, lấy của họ, ăn hối lộ, không đóng thuế, ăn bớt, ăn chặn, v.v. Tất cả mọi thứ đều thuộc cái dạng của trộm cắp này hết. Thế thì chúng ta cần phải tu tập thôi, chứ không có cách nào khác hơn các vị. Mình biết mà mình không làm á, mình biết mà mình không tu á, nhá, thì rõ ràng là chúng ta không có gieo cái hạt giống của sự vượt thoát. Tại vì mình đã biết nó như vậy là hư hao, là sa đọa, mà chúng ta không vượt thoát được cái đó thì làm sao vượt thoát cái nào khác hơn. Cho nên chúng ta biết như vậy rồi thì mình phải sửa để mình vượt thoát cái này. Tiếp theo chúng ta làm ít mà cố đòi lương cho cao, cũng là thuộc cái dạng này luôn nhá. Bán hàng xấu với giá cao đấy, mưu toan mọi chuyện. Không được trộm cướp đã đành mà không được, để cho một ý nghĩ tham lợi móng lên ở trong tâm khi mà chúng ta thọ giới một ngày một đêm, không để tất cả những cái hám lợi này nó khởi lên ở trong tâm của ta. Không nghĩ đến sự trộm cướp mà thấy ai trộm cướp hay nảy ra cái ý tưởng trộm cướp thì phải khuyên họ, ngăn họ, không cho họ làm bậy. Không những không trộm cướp, ngăn ngừa sự trộm cướp thôi mà chúng ta còn phải bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, tìm cách giúp đỡ những người thân thuộc trong cái cảnh túng thiếu. Chúng tôi có nhìn thấy quý vị đi cho homeless ăn á. Quả thật là đó là một trong những cái mà chúng ta tích tụ công đức lớn đó các vị. Mình ăn ngày ba bữa, đôi khi hơn như thế. Còn trong khi đó những người ấy, người ta có bữa đói, bữa no. Mà nếu như một ngày, một tháng, một tuần mà chúng ta phát tâm được để cho họ những trích ra cái phần ăn của mình để cho họ, thì phải nói cái lòng của chúng ta cũng rộng lượng lắm đó. Rồi đồ đạc của mình, cái đó thì chúng ta để trong tủ còn mới. Cái thì chúng ta quăng ở một xó nọ, xó kia. Cái thì chúng ta chưa bao giờ nhìn tới nó luôn. Đồ mình nhiều lắm, nhưng mà họ thì thiếu trước hụt sau đó. Cho nên nếu mà các vị có được đó, những cái gì không sử dụng, những cái gì có thể cho được, những cái gì có thể bố thí được trên cái cung bậc mà các vị đang có đó, thì hãy đem ra giúp cho những người như thế. Chúng ta ít bữa chết xong rồi thì cũng đem nó mà đốt hết thôi. Và thường các vị sử dụng có mấy bộ chứ mấy, đúng không? Cái mà các vị thường sử dụng nhất á là chỉ có mấy bộ à? Giỏi lắm mà chắc chục bộ chứ mấy. Là cái mà thường xuyên á, ngày nay bận, ngày mai bận, ngày mốt bận đó, thì có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà cái mà chúng ta có đó thì chất hết tủ nọ tới tủ kia. Nên các vị nhớ cái này, mà mình thường xuyên thương người ta một chút để chúng ta phát cái tâm của mình rộng hơn. Và giữ cái này một cách tuyệt đối. Thời gian ngắn ngủi chỉ có 24 giờ thôi. Đừng có tranh thủ thời gian 24 giờ mà chôm của ai hết. Mà hãy phát tâm giữ một cách trọn vẹn trong 24 giờ. Đừng móng khởi yếu tố của tham và trộm cắp. Chỉ có vậy thôi thì trọn công đức lành rồi các vị. Mình đâu có giữ nhiều đâu. Nhưng mà nói không giữ nhiều không có nghĩa là ngày mai tao sẽ ăn trộm bù. Mà khi mà chúng ta giữ như thế rồi đó, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ tư duy và có cái ý thức của ngày hôm nay. Và đó là tập cái hạnh để một ngày trọn vẹn, thì ngày hôm sau có cơ hội chúng ta sẽ trọn vẹn. Và tiếp tục như thế những ngày sau trọn vẹn nữa. Không được dâm dục. Đây.
là cái nghiệp của sanh tử luân hồi. Người xuất gia phải đoạn hẳn, cho nên người tập hạnh xuất gia phải đoạn hẳn. Người muốn đoạn trừ sanh tử, chứng quả niết bàn mà không trừ hẳn yếu tố dâm dục thì không khác nào kẻ nấu cát sạn mà muốn cho thành cơm. Dù ra công đem nấu, trải qua 5.000 kiếp cũng không có thể nào thành cơm được hết. Tại vì cái tham dục nó là cái nhân của sanh tử luân hồi. Mà cái nhân sanh tử luân hồi thì bắt buộc cái quả đẻ ra phải là sanh tử luân hồi thôi. Không có cách nào khác hết. Cho nên phát tâm để chúng ta giữ gìn trọn vẹn trong cái khoảng thời gian bấy nhiêu đó. Thế thì phải đoạn trừ. Người Phật tử tại gia chưa có thể hoàn toàn trừ được dâm dục thì Phật chỉ cấm tà dâm thôi. Có nghĩa là ngoài yếu tố vợ chồng thì không được lang chạ. Nhưng trong một ngày một đêm này của cái việc thọ bát quan trai thì bắt buộc phải không được dính líu gì tới chồng vợ mình hết. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói giỡn mà thật đó. Là ngủ là một đứa ở nơi. Hoặc giả là để cái gối giữa. Không được khèo qua khèo lại. Nhớ nghe các vị nghe. Và phải nói cho chồng của mình biết. Phải nói cho vợ của mình biết. Để anh chi? Để giúp mình giữ gìn. Giúp mình bảo vệ cái công đức lớn trong sự tu tập của mình. Và chúng ta giúp nhau tu tập thì mình cũng có công đức lớn nữa. Ở đây có cặp nào tu với nhau không? Đi học chung không? Có không? À, vậy tốt quá rồi. Nghe cái này rồi thì ít bữa nó ảnh có đi tu hoặc là mình có đi tu thì đừng có cười nhau nhé. Phải không? Cố gắng giữ cho nhau. Và đó là cái phước lớn của chúng ta đó. Tiếp tục các vị. Không được nói dối. Nói dối có 4 cách. Đó là nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác. Chúng ta đã học cái này rất rõ rồi phải không? Không có gì phải nói thêm ha. Thế thì ráng cố gắng giữ sự không nói dối, nói lời chân thật. Đừng có bịa chuyện ra trong những cái ngày mà chúng ta tu tập thọ bát quan trai. Dành cái miệng của mình để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Có 6 cái niệm mà chúng ta tu tập cái bát quan trai này mình cần phải ghi nhớ. Niệm Phật tức là luôn luôn nhớ tưởng tới Phật. Nhớ tưởng tới Phật là một vị giải thoát hoàn toàn, đạt đến sự viên mãn, rốt ráo, có đầy đủ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có công đức lớn với 10 danh hiệu. Đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Không ai thuộc hết trơn vậy? Phải thuộc chứ hả? Cái này là mình đã thi rồi mà phải không? Bởi vì nhớ là tất cả những cái gì đã thi rồi không có nghĩa là không ra nữa. Chúng tôi gửi cho quý vị những câu hỏi ôn tập. Quý vị về làm những câu hỏi này coi như là bài tập về nhà. Sở dĩ mà chúng tôi không cho quý vị khoanh tròn lại, không cho multiple choice, là để cho các vị tự tìm lấy và tự ghi xuống để tự học. Sở dĩ nó là như thế. Nha, quý vị nhớ kỹ ha. Thế thì chúng ta cố gắng những cái gì mà căn bản nhất chúng tôi dạy như thế này đó, là không sợ các vị học trùng lập tất cả những vị thầy khác. Chúng tôi biết ở đây quý vị học rất nhiều rồi, nhưng không ngại ngần nói ra những giáo lý căn bản nhất. Thế thì khi nói cái căn bản nhất đó, để cho quý vị có nền tảng, và những cái căn bản nhất đó quý vị phải nắm bằng cách là học thuộc. Nếu chúng ta không học thuộc, chúng ta sẽ không có vốn. Quý vị biết vốn là cái gì không? Tức là vốn là cái mà chúng ta có sẵn. Khi mà cần là bung ra liền. Đó. Đấy, khi cần là đem ra xài giờ liền. Chứ không có cần phải lục lọi tìm kiếm ở đâu nữa hết. Không cần phải vay mượn ở chỗ nào nữa hết. Đó gọi là vốn đó. Cho nên cái này Phật Pháp căn bản ở đây mang tính chất là vốn liếng trên cái con đường học đạo và chứng đạo. Cho nên không ngần ngại nói cho các vị những điều sơ cơ nhất, căn bản nhất, dẫu là các vị đã biết rồi. Cho nên các vị cố gắng bỏ vào trong lòng của mình, càng nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tại vì sao? Sau này chúng ta sẽ học những bộ kinh cao hơn.
những nền tảng giáo lý cao hơn, tất cả đều bắt đầu từ những cái căn bản như thế này hết. Thì nhớ kỹ ha, nói dối gồm có 4 điều. Đó là nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều và nói điều hung ác. Hãy cố gắng trong cái ngày thọ bát quan trai chỉ có thể nói lời chân thật, gọi là chân thật ngữ. Tiếp tục, giới không được uống rượu. Rượu làm say mê, làm cho tối tâm trí não của người uống. Còn nguy hiểm hơn cả là thuốc độc, vì thuốc độc có thể gây chết ngay. Xong, chỉ chết có một đời, có một người thôi. Chứ còn rượu thì có thể làm cuồng tâm mất trí, gây nên nhiều cái tội lỗi. Hết kiếp này sang kiếp kia, mang cái tính chất của sự si ám, đọa lạc luân hồi. Cho nên với cái yếu tố của si mê này đây, nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong vòng quay sinh tử. Vì lẽ đó mà phát tâm không uống rượu, cho đến một giọt cũng không được thấm vào môi. Vì một giọt cũng không được thấm vào môi. Và trên cái phương diện của rượu này, tất cả những chất làm cho say người đều không được dùng hết. Những chất làm say người như là ma túy, như là xì ke, gì nữa, bia. Bia có làm say không? Có. Rượu nếp. À, các vị nói chứ rượu nếp được uống không thầy, được dùng không thầy? Nó đã là rượu rồi, tất cả đều không được uống. À, rượu được ngâm từ nho, hoặc là rượu được làm từ nếp, vân vân. Tất cả rượu hoặc là mía, mọi thứ đều không được dùng. Tức là những cái gì làm say người thì không được uống. Không được uống ở đây, nó, cái chữ uống này nó mang một cái tính chất là, thật ra là uống rượu, tức là đổ vô trong miệng của mình, nuốt xuống. Nhưng mà ví dụ bây giờ những cái làm say người, chích đâu có đổ vô miệng đâu. Chích xì ke làm phê người, đúng không? Thế thì cái yếu tố này đây, chúng ta đừng nghĩ là dạ con đâu có uống, bắt bẻ kiểu đó là để cho mình chạy tội thôi. Nhưng mà thật ra nó vẫn là làm cho mình điên loạn, vẫn là làm cho mình mất trí, vẫn làm cho mình si mê. Đấy. Hoặc là trên cái cung bậc này đây, cái gì mà làm cho chúng ta say sưa mê đắm là không được dùng. Đi shopping quá cũng là sự mê đắm đó. Phải không? Ghiền cái yếu tố nào, bài bạc cũng thuộc cái dạng này luôn. Say sưa quá, mê quá, ghiền quá. Thế thì trên cái phương diện nói nhỏ hơn, đó là Phật dạy nè, thà uống nước đồng sôi cho tan mất cái thân này, chứ không nên uống rượu. À. Chúng ta không uống rượu đã đành, mà cũng không khuyên người uống, mời người ta uống, tự mình uống tội còn nhẹ, nhưng mà khuyên người ta uống tội càng nặng hơn. Không được khuyên, không được nài, không được ép, không được thấy người ta như thế mà vui mừng theo tất cả. Nếu những lúc ốm đau, phải có rượu để hòa với thuốc thì được tạm dùng. Nhưng mà tới khi hết bệnh á, thì phải dứt hẳn yếu tố đó. Không có được nói là uống xong rồi bây giờ nó ghiền rồi cho nên là bắt buộc phải tiếp tục uống tiếp. Mà điều đó không đúng. Thế thì cố gắng giữ cái giới này trong một ngày một đêm cho nó được trọn vẹn. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát, đi xem nghe múa hát. Đây là cái sự thỏa mãn của mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta đây. Nó có thể mở đường cho chúng ta vào cảnh niết bàn, và nó cũng có thể mở đường cho chúng ta vào trong địa ngục. Nếu mình thỏa mãn tất cả những cái cung bậc của thế gian thì nó sẽ đưa chúng ta vào trong cái cảnh của thế gian. Còn nếu chúng ta dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý này để tu tập, để thiền tập, để nhiếp tâm, để chánh niệm, để theo dõi tất cả những cái sự xúc chạm cảm xúc của mình, thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ hướng thượng rất nhiều. Cho nên tránh, không có được để tai mắt của mình bị loạn động bởi những yếu tố ca vũ nhạc kịch hát sướng vân vân. Nó khiêu động rối tâm, làm cho tâm của mình đây nó bị khiêu động, nó làm cho nó không có được chánh niệm, nó không có được tỉnh giác, mà nó múa may, nó nhảy nhót theo những cái điệu đàn tiếng nhạc. Cho nên chúng ta phát tâm trong ngày hôm đó là từ giã nghe nhạc,
Hả? Từ giã đi xem nhạc, từ giã đi xem movie. Trái lại, nếu chúng ta hướng những cánh cửa giác quan ấy vào cõi ô trọc, mở rộng cho chúng tội lỗi ùa vào, đấy, thì dục vọng của chúng ta sẽ phát sanh. Ngược lại thì chúng ta sẽ rất là tốt đẹp trên đó cung bậc của sự tu tập. Đức Phật cấm trang điểm, tô quét son phấn, ha, ướp vào dầu thơm, mà ca hát lả lơi quyến rũ, ngăn cấm đi xem những cảnh múa hát vì muốn cho chúng ta khỏi đọa vào địa ngục. Đó, tạo cái nhân cho chúng ta vượt thoát. Cho nên cố gắng một ngày một đêm chúng ta giữ gìn. Trong đời sống của người Phật tử tại gia còn tiếp xúc với xã hội thì ăn mặc cho chỉnh tề, cho trang nghiêm. Đôi khi phải đi giữ cái này cái kia. Nhưng mà tất cả cái đó nếu mà có thể tránh được thì hãy tránh cho cái ngày mà chúng ta thọ bát quan trai. Trên đây là những ngày họ bắt quan trai đó thì chúng ta nhất định không được trang điểm nè, xoa ướp dầu thơm, ca múa, hát sướng. Ráng giữ các vị nghe, để có công đức lớn. Thứ bảy, không được nằm giường cao, đẹp, rộng lớn. Dạ xin thưa, ngày hôm nay ở nhà của chúng ta đó, thường thì ở Việt Nam hồi xưa đó kia, thì mới không có nệm, chứ còn đa phần bây giờ thì cũng đã có nệm. Có một số thầy đã từng nằm cái giường gỗ, cái phản hoặc là cái đơn ở Việt Nam của mình xưa nay rồi, cho nên khi qua Mỹ rồi không thể nằm nệm được. Nằm nệm nó chùng cái lưng, nó khó chịu, cho nên bắt buộc phải nằm vào tấm ván thôi. Giống như tôi cái lúc ban đầu qua đây đó thì cũng chỉ ra Home Depot cắt cái tấm ván ép á, để rồi bỏ lên trên cái giường mà nằm, chứ không có nằm nệm được. Nhưng mà rồi sau đó đó, mình thấy được rằng nó có cái loại nệm mà nó cứng, nó chỉ chủng tí xíu thôi, chứ nó không phải là giống cái nệm lò xo nữa. Đấy, thì mới có thể tập và nằm được cái đó. Bây giờ nằm mà nó riết rồi cái nó ghiền luôn. Mà nằm xuống ở dưới đất á, thì lại là nằm không được nữa vì nó cứng cái lưng. Thế thì rõ ràng là cái thói quen cũng là một cái điều mà cũng khó bỏ. Không được là vì nó có thể kích thích cái lòng tham muốn bất chính của thân xác chúng ta đây. Ngày xưa đó thì Phật chỉ là ngồi ở dưới gốc cây thôi, tối ngủ thì nằm nghiêng bên phải, nằm theo thế kiết tường, phải không? Còn bây giờ chẳng những mình nằm nệm rồi, ấm êm như thế rồi, còn phải giường phải to lớn rộng ra để mà tha hồ mà giơ chân giơ tay cho nó thoải mái, phải không? Chưa kể là nằm nệm được không mà còn có gối chằng đầu này, gối gác chân, gối thế nọ thế kia nữa, kể cả gối ôm. Thế thì rõ ràng cái cung bậc nằm của chúng ta đây cũng để thỏa mãn cái thân này. Đó, cho nên khi tu tập bát quan trai thì phải để ý tới cái tư thế của chúng ta ngủ, tư thế của chúng ta nằm, giữ cái oai nghi trong lúc mà chúng ta nằm nữa. Thế thì nói tới đây thì chúng tôi thấy quý vị đa phần là nhà nào cũng có giường rộng hết đúng không? Các vị ngủ ở nhà của mình mà. Và các vị chỉ có cái nhà đó thôi, rồi tới cái ngày mà thọ bát quan trai chẳng lẽ xuống đất nằm. Đó. Cho nên là chúng ta đã sống với cái đời sống vật chất ở đây nó tương đối cao. Cho nên giường của chúng ta là giường rộng không thôi. Đấy. Chúng tôi thì nằm cái giường size twin. Các vị biết size twin như vậy? Nó dùng cho mấy đứa teenager nó nằm. Thế thì chỉ có một khúc thôi, không có nhiều. Và phòng thì nhỏ xíu xíu để tất cả mọi thứ, bàn làm việc, tủ đồ, studio để quay movie trong đó, rồi giường nằm, vân vân. Tất cả mọi thứ đều là một cái chõm tí xíu của một căn phòng như thế mà gói ghém hết tất cả mọi thứ. Thế thì không lý gì các vị nhà có phòng khách, nhà có phòng ngủ 2-3 căn phòng nữa mà chúng ta không thỏa mãn nữa thì không biết tìm ở đâu để có thể có được sự thỏa mãn đó. Nhưng mà các vị biết cái dẫu cho chúng ta có cái giường nhỏ, giường lớn gì ha các vị ha. Nhưng mà khi chúng ta ngủ đó, thường thì mình chỉ nằm có một khúc à. Đúng không? Nằm có một khúc đây thôi. Còn tất cả phần còn lại là nó dư nhiều lắm. Nó dư với cái cơ thể của chúng ta nhiều lắm. Đúng không các vị?
Thế thì rõ ràng rằng trên cái phương diện của ngủ nghỉ này đây, chúng ta thấy được rằng biết chừng nào cho đủ. Nếu mà các vị muốn đủ thì nó sẽ đủ, tại vì bình thường đây là nó đã rộng hơn cái của mình rồi. Rồi bây giờ các vị coi coi, chúng ta có nghèo đi nữa, nhưng mà trong cái củi chén của mình á, chúng ta ăn có một cái chén thôi, còn bao nhiêu cái nó còn dư, đúng không? Phải vậy chưa? Rồi chúng ta lục cái tủ đồ của mình coi, mỗi lần chúng ta bận thì có một bộ thôi, mà rất bao nhiêu cái nó còn dư ở phía ngoài cái đồ của chúng ta kia. Rồi các vị đi xe thì các vị cũng chỉ ngồi có một ghế thôi, nhưng mà trong đó còn lại mấy ghế còn dư? 1, 2, 3, 4 ghế còn dư nữa, mà chúng ta vẫn kêu là mình thiếu thốn, chưa có đủ đầy. Thế mới biết được rằng cái lòng tham này biết chừng nào cho nó đủ đầy. Chúng ta hiện tại là đã dư. Dư ăn, dư mặc, dư ngủ nghỉ, dư chỗ, vân vân. Tất cả đều dư hết. Xài không hết, mỗi lần xài có một cái thôi. Và tất cả những cái kia chúng ta có đều để lại đó, để không, không cho ai xài. Các vị có cho ai xài không? Không, đúng không? Ví dụ bây giờ các vị mỗi lần mang thì chỉ có một đôi giày, đôi dép thôi chứ gì. Nhưng mà các vị có mấy đôi? 50 đôi. Bản thân chúng tôi thì có được 3 đôi. Kể cả dép, kể cả giày. Thế thì các vị biết đó là chúng ta có rất nhiều. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta biết đủ thì tại đó nó đủ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tìm cầu hoài và cứ thấy cái kia nó ra, nó đánh động lòng tham của mình, thấy nó đẹp, thấy nó vân vân, là chúng ta lại đổi. Và đổi rồi đáng lý ra đó, mình không xài nữa thì mình cũng phải đem cái đó mình cho người nào cần xài nó xài đi. Mà mình lại cũng không cho, cũng để đó. Để cho đến khi nó mục, nó hư rồi á, nó xấu xí quá rồi quăng vỏ rác luôn. Cho nên khi lúc ban đầu thì chúng ta thấy cái nhà của mình nó trống trơn không có gì hết. Chúng ta ở dài 3 năm, 10 năm là thấy là nó đầy hết, nó đầy ra gara luôn. Từ ở trong, lúc ban đầu nó ở trong nhà, nó sang, nó trọng, nó trang nghiêm lắm. Dần dần nó đi dần ra gara nằm hết. Rồi cuối cùng nó ở đầy một cái gara như thế mà cũng chưa từng bỏ đi nữa. Cũng không dám bỏ đi nữa. Chúng ta thấy cái sự luyến tiếc của mình chưa? Thấy cái sự bám víu của mình chưa? Mình không xài mà mình cũng không thể bỏ. Thế thì cái đó là cái gì? Tự thân ta trả lời ha. Cái đó là cái gì trong người mình đó? Và nếu như người nào mà dễ dàng từ bỏ những cái thứ đó thì người đó mới dễ dàng thanh thoát mà đi. Quý vị để ý đi, người nào mà cưu mang nặng nề quá đi mà kéo theo cả một cái đời một cái phía sau á, không thể đi nhanh được. Quý vị bây giờ chất hết tất cả đồ của mình lên một chiếc xe đi, rồi các vị kéo cái xe đó đi đi. Quý vị sẽ thấy nó nặng nề cỡ nào. Nhưng các vị bỏ bớt đi chừng nào thì sẽ nhẹ nhàng cho các vị chừng đó. Không phải lo nhiều hết. Nếu như các vị chỉ có một bộ đồ thôi để bận và một bộ đồ nữa để xe cua ở ngoài. Phải không? Các vị làm gì nó cũng nhanh hết. Chỉ cần gói bộ đồ nó bỏ vô vỏ là xong. Nhưng các vị có 100 bộ đồ thì chắc chắn là sự lựa chọn nó sẽ xảy ra. Đem cái nào trong 100 cái kia. Thì các vị thấy cái sự bám víu do cái tham dục nó nhiều không? Nó rõ ràng nó có đó. Và ai cũng vậy các vị nè. Trong cái căn phòng dẫu cho nó nhỏ bao nhiêu thì cái chỗ mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất trong cái căn nhà của mình đó, nó chỉ có một góc thôi, một chỗ nào đó thôi, hoặc là trên những con đường đi trong nhà thôi, còn lại là dư hết. Các vị để ý đi, các vị sẽ thấy được rằng những cái chỗ mà chúng ta thường xuyên sử dụng, những vật dụng ở trong nhà mà thường xuyên chúng ta dùng, nó có rất ít. Còn ngược lại những cái khác là những thứ dư dả rất nhiều trong căn nhà của chúng ta. Và nghĩ như vậy rồi, nhìn lại thân tâm của chính mình đây. Mỗi ngày, những cái việc làm nào mà chúng ta thường làm nhất, nó cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng mà những chuyện tào lao đó, thì nó thường xuyên đến và nó thường xuyên đi. Mà những cái mà thường xuyên chúng ta làm nhất á, mà mình ít có bị muộn phiền, mà những cái tào lao ở ngoài nó tới á, thì lại là muộn phiền nhiều hơn đó. Thế thì cái yếu tố này, nằm giường cao tốt đẹp, thì thở xưa có một câu chuyện kể về ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngộ Đạt thọ trầm hương chi tòa, tổn phước nhi chiêu báo. Có nghĩa là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là một vị quốc sư rất là nổi tiếng, giảng kinh thuyết pháp rất là tuyệt vời. Thế thì lúc bấy giờ vua Ý Tôn
và Hy Tôn hết sức là ưu đãi. Cho nên vua Ý Tôn á, mới hiến cúng cho ngài một cái bảo tòa bằng gỗ trầm hương rất quý. Tức là một cái tòa ngồi thuyết pháp bằng gỗ trầm hương. Thế thì lúc bấy giờ đây, ngài ngồi trên cái gỗ trầm hương đó, cái tòa ngồi đó, mà khởi sinh cái lòng tham đắm, ngạo. Cái yếu tố ngã mạn nó sinh ra là bởi vì ngài nghĩ được rằng ta là vị pháp sư giỏi, cho nên được nhà vua trọng thưởng như thế này đây là chứng tỏ ta rất giỏi rồi. Vì cái yếu tố nghĩ như vậy, móng khởi như vậy, mà cái oan hồn mà ngài đã giết của 500 năm trước theo ngài để báo thù hoài thôi mà chưa có được, thì nhờ cái sự móng khởi cái tâm tham này mà báo thù được. Đó là trở thành một cái mục ghẻ hình mặt người. Đấy, mà chỉ có lấy thịt đắp lên á, thì lúc bấy giờ đây á, nó mới đỡ ngứa thôi, còn không là nó đâu chịu không nổi. Thế thì đây là một trong những cái câu chuyện để chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta ngồi giường cao tốt đẹp thì dễ sanh móng cái tâm tham dục mà gây nên sự tổn phước của mình. Chỉ có vậy. Cho nên vì hiểu rõ tai hại của giường chiếu rộng, chăn ấm nệm êm, cho nên xưa Hiếp Tôn giả từ khi xuất gia phát nguyện là lưng không có đụng chiếu. Phát nguyện không nằm, lưng không đụng chiếu. Cao Phong Diệu Thiền Sư Tam Nguyên Lộc Nguyện 3 năm không có nằm giường chõng gì cả. Đức Phật của chúng ta cũng như thế, xuất gia tìm đạo chỉ có gối cỏ nằm xương thôi mà thành đạo. Còn mình nằm giường nệm êm ấm, tu hoài không thấy thành cái gì, thì yếu tố của sự thỏa mãn nó sinh ra hết các vị. Cho nên các vị xuất gia nằm trên một cái giường nhỏ hoặc là một cái đơn đủ vừa của mình mà thôi. Chứ 8, không ăn quá giờ ngọ, gọi là không ăn phi thời. Đức Phật dạy trong luật là chư thiên, thiên tạo thực đó, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hậu thực, đó là quá giờ ngọ, quỷ là dạ thực, tăng nghi học Phật bất quá ngọ thực. Người học Phật của chúng ta đây thì không thể nào mà ăn quá cái giờ ngọ, nên chỉ ăn giờ ngọ thôi. Và đây là một cái giới mà hồi nãy chúng tôi nói các vị, nó mang tính chất là thể của cái bát quan trai giới. Vì trên căn bản đó là chúng ta quen với cái thói thường, thường xuyên ăn, muốn ăn lúc nào ăn. Mà khi ăn như vậy rồi đó, thì sanh ra cái ngon, cái dở, cái đắm say, cái thứ mà chúng ta ăn đó. Cho nên phát tâm ăn đúng giờ mà thôi, đúng giờ ngọ thôi. Và ngoài ra là không ăn nữa để giữ trọn một ngày một đêm để chúng ta không có móng tâm. Ăn đúng giờ ngọ thì ít móng tâm sai quấy, ít buồn ngủ, dễ được nhất tâm, ít hạ phong, thân được yên ổn và ít sanh bệnh. Thế thì trừ một vài trường hợp như là khi đau ốm, lục cũng châm trước được ăn cháo sau giờ ngọ, nhưng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn, gọi là ăn lén. Sanh lòng hổ thẹn để chúng ta biết được rằng vì trị cái bệnh khô gầy, coi cái thức ăn kia như thể là dược, dược thực. Tức là buổi chiều mà chúng ta ăn thì gọi là dược thực. Dược thực là coi như thể là cái bữa thuốc. Bữa thuốc, coi cái thức ăn chiều đó coi như là vị thuốc để trị cái bệnh khô gầy của chúng ta đây, mà phát tâm để ăn cái này, cho nên không sanh tâm đắm nhiễm cái thức ăn đó. Thế thì đó chính là cái nội dung của bát quan trai giới. Và giữ bát quan trai giới thì được cái lợi ích như thế nào? Giới thứ nhất, tâm của ta không có ý giết hại sinh vật, miệng của chúng ta không nhai nuốt máu huyết tanh hôi, thân của chúng ta không nặng nề về cá thịt. Nói chung là chúng ta không có làm cho người và súc sanh đau khổ, mất cái thân mạng của mình. Thứ hai, đó là tâm của ta không động, ý của chúng ta không tham lam, và thân của chúng ta không nặng về những vật phi nghĩa. Có một câu đó là nhân phi nghĩa bất giao, mà vật phi nghĩa bất thủ. Người mà không có tình nghĩa là không có chơi. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa là bất thủ. Vật mà nó không phải của mình không có lấy. Rõ ràng như vậy. Cho nên là dùng cái tâm không động, ý ta không tham lam,
thân của ta không mang nặng vật phi nghĩa. Đấy. Thứ ba, đó là tâm của chúng ta được thanh tịnh, thân của chúng ta khỏi được sự ô uế khi mình giữ được cái hạnh viễn ly với dâm dục. Thứ tư, là giới nói dối, tâm ta không tà vậy, lưỡi ta không dối trá, điêu ngoa đối với tất cả những người xung quanh mà giữ được cái chữ tín. Cho nên là người ta tin mình thì người ta, mình nói cái gì ra người ta cũng dùng mình hết. Thứ năm, tâm ta được minh mẫn, miệng ta không nồng nặc cái hơi men, thân ta không loạn động. Như thế thì ta không làm cho họ phải sợ hãi, khổ sở. Thứ sáu là không buông lung theo dục lạc, dung chứa trong hình ảnh, mùi vị, âm thanh, dâm ô v.v. Thứ bảy là tâm của chúng ta không móng lên những cái niệm danh lợi xa hoa đấy, khi mà bị thân của mình cuốn hút vào trong cái dục lạc đó. Thứ tám là tâm ta được định tĩnh, sáng suốt, được nhẹ nhàng, được ít bệnh đối với các loài xung quanh như người nghèo đói, ngạ quỷ, súc sanh. Ta không gây ra sự thèm khát, vân vân, khi ăn uống về đêm. Thì đó là cái lợi ích. Và chúng ta nên nói một chút về cái nghi thức này. Chúng tôi xin được nhắc sơ qua các vị tám cái giới của bác quan trai mà trong cái nghi thức thọ giới đã nói để mà chúng ta phát nguyện. Một là giữ giới không sát sanh. Trong này, đây là cái bản mà dịch sang tiếng Việt. Đệ tử thề trọn một ngày đêm nay nguyện giữ giới không sát sanh, tức là không sát hại các loài sinh vật, tự mình không sát hại, không bảo người khác sát hại, hoặc thấy người khác sát hại cũng không có sanh tâm vui mừng. Đó là cái giới thứ nhất. Giới thứ hai, đệ tử thề trọn một ngày một đêm nay nguyện giữ giới không có trộm cướp của cải của mọi người, tự mình không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, hoặc thấy người khác trộm cướp cũng không có sanh tâm vui mừng. Tức là mình tự mình làm, bảo người làm và thấy người làm mình vui mừng theo, thì tất cả những cung bậc này không có yếu tố này xảy ra. Nguyện giữ giới không dâm dục, đệ tử một ngày đêm nay đó, tức là một ngày một đêm, nguyện giữ giới không phá phạm hạnh. Phạm hạnh tức là cái hạnh của những bậc tu tập. Không dâm dục, tự mình không phá phạm hạnh, không bảo người phá phạm hạnh, hoặc thấy người phá phạm hạnh mà mình cũng sanh tâm vui mừng. Đấy. Giới thứ tư là nguyện không nói dối. Đệ tử thề một ngày một đêm nay nguyện giữ giới không nói dối, tự mình không nói dối, không bảo người khác nói dối, thấy người nói dối cũng không có sanh tâm vui mừng. Thứ năm, nguyện giữ giới không uống rượu. Đệ tử cũng trọn một ngày một đêm giữ giới không uống rượu, tự mình không uống rượu, không bảo người khác uống rượu, hoặc thấy người uống rượu không có sanh tâm vui mừng. Giới thứ sáu, nguyện giữ giới không trang điểm và ca hát. Đệ tử thề trọn một ngày một đêm nguyện giữ giới không đeo bông, xoa hương, ca sướng, hát múa, tự mình không trang điểm ca hát, không bảo người trang điểm ca hát, hoặc thấy người trang điểm ca hát mà sanh tâm vui mừng. Thứ bảy, nguyện giữ giới không nằm giường cao tốt. Đệ tử thề một ngày một đêm nguyện giữ giới không nằm giường cao tốt, tự mình nằm giường cao tốt, bảo người nằm giường cao tốt, hoặc thấy người khác ngồi nằm giường cao tốt mà sanh tâm vui mừng. Giới thứ tám là nguyện giữ giới không ăn phi thời. Đệ tử thề một ngày đêm nay nguyện giữ giới không ăn phi thời, tự mình không ăn phi thời, không bảo người ăn phi thời, hoặc thấy người khác ăn phi thời cũng không có sanh tâm vui mừng. Thì đó là cái nội dung của tám giới thọ bát quan trai. Thế thì hy vọng rằng nếu như quý vị có cơ hội, chúng ta phát tâm để giữ gìn, để tập cái hạnh viễn ly gia đình, viễn ly vợ con trong một ngày, một đêm như thế. Vì
chúng ta muốn thành Phật, thành Bồ Tát thì bắt buộc mình phải xuất gia thôi. Thế thì một ngày nào đó các vị phát tâm để chúng ta xuất gia. Và để có thể xuất gia được á, thì mình hãy xuất gia trước đi, một ngày một đêm. Phải không? Rồi từ từ nó tăng lên. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi thấy có nhiều nơi tổ chức xuất gia gieo duyên. Phải không? Tức là tập cái hạnh xuất gia. Đó. Không biết bữa tôi có kể các vị nghe câu chuyện mà người say rượu tới đòi Phật xuất gia chưa? Có rồi đúng không? Nếu mà chưa thì các vị lên Hoa Phượng Ưu để nghe lại. Đó. Thế thì rõ ràng là chúng ta hãy xuất gia trong một khoảng thời gian ngắn trước để tập giữ cái hạnh đó cho nó được châu viên. Và cái phước báu mà chúng ta giữ trọn vẹn đó nó rất là lớn. Tuy là nó nhỏ nhỏ thôi. Quý vị thấy cái cục hột sòn các vị đeo nó nhỏ hay nó lớn? Thế mà tại sao nó lại quý? À, tại nó hiếm đúng không? Trong nhân gian này nó ăn ngày 2, 3 cử, 4, 5 cử là giải đầy. Chúng ta phát tâm ăn ngày 1 cử thôi nên nó hiếm. Đúng không? Trong nhân gian này nó nói dối, nó nói lưỡi đôi chiều, nó điều hung ác rất nhiều. Chúng ta phát tâm trở thành một cái động vật quý hiếm. Đó là ít nói lại, nói đúng thôi. Hả? Tức là tương tự như thế, để chúng ta giữ gìn cho mình không có bị dao động giữa cuộc sống này. Quý vị có câu hỏi nào không? Dạ, thưa cảm ơn tất cả quý đại chúng đã học bài ngày hôm nay. Và chúng ta về cố gắng làm homework để rồi chúng ta học hết cái phần này 2-3 bữa nữa. Rồi chúng ta sẽ cho các vị thi tiếp. Nhưng mà chúng tôi có một cái ý tưởng như thế này, có nói chuyện với sư cô. Thi tự thân của các vị thì cũng được đi. Nhưng mà chúng tôi thấy hình như nó hơi áp lực cho quý vị. Cho nên nếu mà được các vị chia ra làm 3 group, 3 nhóm. Đừng có người giỏi tập trung một nhóm. Đừng có người già tập trung một nhóm. Đừng có người trẻ tập trung một nhóm. Có nghĩa là phân sao 3 nhóm nó đều nhau. Thấy không? Và sẽ có một cái cuộc thi giữa 3 nhóm đó. Các vị sẽ giành quyền để trả lời và sẽ có phần thưởng cho 3 nhóm. Và 3 nhóm đó sẽ cử lên 3 người ở trong nhóm đó để thi. Nếu như vòng 1, các vị trả lời một vị nào trong 3 vị đó mà được chọn đó, trả lời không đúng thì quý vị có thể thay người trong cái nhóm của các vị. Có nghĩa là bổ sung cho nhau. Hả? Và ví dụ như có thể vòng 1 là 3 vị đó, nhưng mà vòng 2 là sẽ là 3 vị khác trong nhóm của các vị. Ví dụ như thế, thế thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, nhớ nhiều hơn và ai cũng phải học bài hết. Và làm như vậy đó thì nó rất là vui. Các vị có coi cái chương trình Đường lên đỉnh Olympia hay này kia không? Có phải không? Thế thì cái kiểu mà chúng tôi muốn cho các vị chơi vừa học và nó sinh động, nó tạo cái không khí thì cái này là rất là vui đó và có thể giúp ích cho các vị vừa sinh động mà vừa nhớ bài nữa. Và sau đó rồi thì tất cả những câu hỏi đó sẽ được có đáp án và sẽ đưa cho quý vị để quý vị về tham khảo. Thế thì chúng tôi có cái ý tưởng như vậy mà không biết các vị có thể có muốn cái điều này hay không. Nếu muốn á, thì chúng ta chia nhóm ra. Hả? Các vị chia nhóm ra, đừng có người giỏi và đừng có người dở tập trung. Các vị chia cho đều. Các vị nghiên cứu thế nào đó cho nó đều để chúng ta thực tập. Và tuần vừa rồi thì chúng tôi ở bên Minnesota và bên đó tổ chức 3 ngày và lần này là lần thứ 6. Cho nên cứ mỗi lần như thế thì chúng tôi đều cho học kiểu này và chơi kiểu này hết. Nên rất là vui. Thế thì đó là cái ý tưởng của chúng tôi, các vị nghiên cứu và có muốn hay không. Nếu muốn thì chúng ta làm. Và nếu không muốn thì cái truyền thống ABCD, Multiple Choice. Nhá. Rồi thôi chúng ta dừng lại ở đây. Mời tất cả quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, cảm ơn quý vị. Mời quý vị nghỉ.